Tụi con biết không? Dạ. Hồi xưa áo mão cân đai phải mua tận Hồng Kông lận. Dạ. Nó mắc như vàng vậy đó. Dạ. Đào kép mà giữ đồ tuồng còn hơn là giữ vợ giữ chồng. Cậu, hồi đó đó cậu, cậu sắm nhiều đồ tuồng không cậu? Cậu đóng vai hề mà, đâu cần sắm nhiều đồ tuồng đâu. Đơn giản lắm. Chỉ có mẹ con, mẹ con mà mặc đồ tuồng vô ha, lộng lẫy như một bà hoàng thật sự vậy con. Thì hả cậu? Ừ. Dì Lệ Quân ngày xưa đẹp lắm phải không cậu? Bây giờ tóm gọn một câu một vậy là sắc nước hương trời. Nhưng mà so với dì Trang thì sao hả cậu? Hoàng Lệ Quân là tài sắc vẹn toàn, đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân thời đó. Thời đó đó thì dĩ nhiên là phải đẹp hơn dì Trang con rồi. Cậu, con có một thắc mắc á, là dì Trang đâu có hát được cải lương đâu cậu, mà sao được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân vậy cậu? Hát dở mà nhờ diễn hay, diễn hay cho nên người ta mới đặt tên vậy đó con. Dạ. Mà hồi đó dì Trang con mặc đồ tuồng vô đó nghe, coi cũng ngộ gái lắm mà. Ngộ gái là sao cậu? Là đẹp đó con. Cậu ơi, dì Trang á, hồi đó so với bây giờ thì sao hả cậu? Dì Trang con hồi đó so với bây giờ thì trời ơi. Trời ơi, bữa nay dì đẹp thần sầu luôn. Bữa nay dì Trang đẹp quá trời quá đất luôn, mém tí nữa nhìn không ra luôn á. Trang đẹp quá, đẹp hơn cả ngày xưa. Cảm ơn anh, nhưng anh nhắc chuyện ngày xưa mà có nhớ gì đến chuyện ngày xưa không? Thì cũng nhớ. Anh nhớ thì được rồi. Thôi tôi lên lầu thay đồ. Chuyện gì vậy ta? Chuyện gì? Làm sao cậu biết chuyện gì? Thank you.
Chừng nào con hát được cách chết, con hát được dây vua, con mới cưới Trang làm vợ. Trời ơi Hoàng Tấn, con có biết con thề trước tổ nghiệp như vậy là con mắc lại thề không? Anh Tấn, chuyện đời buồn bã lại được mở ra. Ai ăn chè đậu xanh đường cát nước dừa hôn? Ai ăn chè đậu xanh đường cát nước dừa hôn? Kìa, em có thấy không? Một vì sao rơi, nhưng sao đôi mắt đại ca đồng u buồn. Vừa chợt thấy ánh sao rơi xuống, có linh cảm rằng như đôi đứa ta rồi sẽ xa nhau. Trên nửa đoạn đường sâu, vừa chợt tình cơn mơ đã tan vỡ mộng ban đầu. Sẽ trọn đời cô đơn, đối mặt với tang thương, và em trọn kiếp lưu đày vì hạnh phúc khỏi tầm tay. Dù ca ơi đừng làm em xúc động kinh hoàng, tình cảm nào ác nghiệt loạn. Vừa mới yêu em sao chợt thấy nào nùng như đổ vỡ trong tâm hồn, đang dần dần phát hiện lên. Ai ăn chè đậu xanh đường cát nước dừa hôn? Thưa bộ. Ủa, hình như là Hoàng Phi phải không con? Dạ, con là Hoàng Phi nè. Sao bà Út về trễ vậy? Trời mưa sật sùi hoài nên bà Út bán hơi chậm. Mà sao giờ này con còn ở đây chứ? Dạ, con định qua tìm bà Hai với mấy ông bà, nhưng thấy mọi người ngủ hết rồi nên con định đi về. Mấy ông bà đóng cửa nghỉ sớm vậy thôi, chứ giờ này chưa có ai ngủ đâu. Nè, để bà Út vô gọi mọi người dậy nha. Dạ thôi bà Út ơi, để mấy ông bà nghỉ ngơi đi, hôm khác con qua sớm hơn. Nè, ngồi đi con, ngồi xuống. Dạ. Bây giờ bà Út còn thức nè, con muốn nói gì nói cho bà Út nghe thử coi. Chuyện của dì Trang con. Dì Trang con làm sao? Lúc này á, tự nhiên dì Trang ăn mặc rất đẹp, lại hay nói bóng gió chuyện ngày xưa với cậu ba con. Con có không hiểu ý dì Trang ra sao nữa. Chuyện ngày xưa
của dì Trang với cậu ba của con cũng chỉ là chuyện thề non hẹn biển, mà cho tới bây giờ hai người không lấy được nhau. Chắc dì Trang con muốn trách móc cậu ba con chứ gì. Không chỉ vậy đâu bà Út ơi, hình như dì Trang con muốn cậu ba bỏ lời thề xưa thì đúng hơn. Mới đó mà Trang Nam Ai với Hoàng Tấn cũng đã trọng tuổi rồi. Bây giờ suy nghĩ lại cưới nhau thì còn kịp. Chứ để vài năm nữa thì lỡ làng cả một đời, chứ làm sao tính chuyện trăm năm được nữa. Con cũng nghĩ như vậy, nên định qua kiếm bà Út để hỏi xem có cách nào giúp dì Trang với cậu ba con không. Chuyện đó thì khó lắm, chỉ có những người trong cuộc mới giải quyết được với nhau, chứ còn người ngoài thì... Hay là để bà Út bàn với bà hai xem coi có cách nào giúp tụi nó không. Thiệt hả bà Út? Ừ. Con cảm ơn bà Út. Nhưng mà... Mà sao? Bà Út nè, dì Trang con không biết ca giọng cổ thì làm sao lại được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân hả bà Út? Thì cũng từ con mà ra nè. Sao lại từ con mà ra? Câu chuyện xảy ra lúc mẹ con mang thai con được 9 tháng. Trời, dạ thưa bác, dạ con nấu cháo chín rồi, bác ăn một miếng nha bác. Cảm ơn con. Cha ráng ăn miếng nha cha, ráng ăn một miếng rồi uống thuốc nha cha. Sao vậy? Con bị khàn tiếng thầy. Em mệt rồi, nghỉ một chút đi. Không sao đâu, em cố gắng, em sắp tập được. Thôi con à, con đã bị khàn tiếng rồi thì nghỉ đi, chứ mày ráng tập á là mày hư giọng luôn đó. Thầy ơi, con... Thầy nói đúng đó, nghỉ đi. Nhưng em... Sao vậy? Đang tập tự nhiên nó bị mất tiếng luôn. Yeah. Trời em đất ơi, đoàn hát chỉ có ba cô đào à. Một cô á thì có bầu, còn một cô á thì gãy chân, một cô á thì khan tiếng. Trời đất ơi, tình hình này không biết sao nữa. Tại vì mấy bữa nay á, con Hồng Phấn nó hát thế gia cho con Chim Qua nhiều quá, cho nên nó mới bị khan tiếng. Cứ bàn ra tán vô làm cái gì, ăn cơm đi. Em rồi sao rồi cưng? Đi khám bác sĩ nói sao rồi em? Qua. Em xin bác sĩ để mà tháo băng ra. Mà bác sĩ nói là em bị bong gân ở khớp chân, cho nên phải tiếp tục bó.
để định hình khớp, chứ nếu không á sau này em sẽ bị tật đó. Không sao đâu chị Hoa, mai mốt đoàn hát kiếm sĩ dơi chị hát hiệp sĩ què. Tân, chuyện này để em nói chơi được hả? Dạ em xin lỗi chị hai. Thằng này nó nói chả nghĩa gì mà cũng nói. Thôi để chị vô ngâm nước giá cho em uống nha. Ngâm uống là hết à. Chị, em ngâm nước giá cho chị uống nè. Đúng rồi đó. Nhỏ này lẹ ha. Trang, ngồi xuống ăn cơm luôn đi con. Dạ, ngồi xuống con đi. Cảm ơn thầy, con ăn rồi. Dạ, mọi người ăn cơm. Ừ. Uống đi em, uống nhiều đi. Vậy là tối nay nghỉ hát chứ làm gì được nữa. Nghỉ sao được anh, vé mình bán rồi mà. Không có đào ha. Thấy Út Trong hát đầu chánh luôn đi. Trời ơi. Anh sao giỡn hoài. Thiệt chứ giỡn. Em đang lo á, đoàn nghỉ dài dài là mình đói á. Thầy ơi, hay là tối nay con lên sân khấu thay thế Hồng Phấn được không thầy? Đâu có được em. Em gần tới ngày sanh rồi, lên sân khấu đâu có được. Không sao đâu, em mặc đồ rộng một chút. Anh nói không có được mà, sức khỏe của em nữa. Thôi, con đang bụng mang dạ chữa như vậy mà lên sân khấu diễn sao được. Để thầy tính cách khác. Để cha cho trả vé. Chứ Lệ Quân phải nghỉ ngơi để dưỡng thai. Cha không cho con lên sân khấu đâu. Nhưng mà trả vé thì cũng chỉ được một đêm thôi. Còn mấy đêm còn lại không hát thì anh em trong đoàn làm sao? Làm sao được hả ba? Lo ăn đi, lộn xộn quá, nó còn đi dọn cảnh nữa. Tình hình như vậy rồi thì làm sao cứu đoàn hát được hả bà Út? Lúc đó chỉ có một người cứu được Hương Thu. Ai vậy bà Út? Đó chính là Trang Nam Ai. Hả? Ừ. Vì Trang con không biết ca cải lương thì làm sao cứu đoàn hát được. Xin tổ phù hộ cho Trang của con hát trọn vẹn hết tuồng. Yên tâm đi, Trang là mày nó thông minh lắm. Bước ra mà nhập tuồng như vậy á là đầu xuôi đuôi lọt, ổn lắm rồi. Chết, gần tới ca vọng cổ rồi. Chết Trang của em rồi anh Sáu ơi. Không sao đâu, Trang là mày nó gan lắm. Vì Trang con không biết ca vọng cổ thì làm sao hả bà? Trong lúc này là nó phải vô vọng cổ. Nhưng mà vì Trang còn rất khéo léo, nó chuyển qua ca Nam Ai. Hả? Mơ cái gì mà mơ, mộng cái gì mà mộng. Từ lúc thiếp quen chàng đến giờ, ngày đêm thiếp lo sợ thâu canh, lòng sầu trăn trở. Thiếp hận. Kìa, nàng hận ai? Thiếp hận kẻ bạc tình. Hận kẻ bạc tình à? Ai là người bạc tình? Người nào mà nói thương tôi, yêu tôi thì phải hiểu tôi chứ. Thôi, điêu thuyền, lại đây ta biểu coi. Lại đây ta biểu.
Điêu thuyền, điêu thuyền. Biểu, 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 biểu. Sao nàng trọng thượng như thế hả? Trời ơi! Nói cái gì mà một chục cái biểu, làm sao người ta biết biểu cái nào mà người ta chạy tới? Thôi, ta hiểu ý của nàng rồi. Thôi, đến đây ta biểu. Em sợ. Ủa, nàng sợ gì? Có ta ở đây mà nàng sợ cái gì? Thôi, lỡ đây cho ta tâm sự chút nào. Điêu thuyền. Mà em sợ. Sao nàng sợ hoài vậy? Có chuyện gì nói cho ta nghe. Em sợ uy quyền vô hạn của thượng công hạ lệnh bãi hôn nhân, thì điêu thuyền và Lữ Phụng Tiên đành khóc hận. Phải nói là cha phục anh bảy bến thiệt. Con trai nó không ca được trường cổ mà anh dám giết tuồng cho nó hát trường cao dạng như vậy, đúng là bậc thầy. Trời ơi, thì có như vậy mới biết là thầy tuồng là linh hồn của vở diễn đó cha. Bởi vậy không có bao nhiêu nghệ sĩ thành danh á đều là do coi như là thầy tuồng đo đi đóng giày, nhưng mà khán giả đâu có biết đâu cha. Cho nên đoàn hát mình á mà có được thầy là điều quý lắm đó cha. Lần này con Trang đã cứu nguyên trường ánh của mình rồi. Cả anh bảy mến và con Trang nữa đã lập nên kỳ tích. Dạ đúng rồi đó cha. Mạng chỉ thân mình trên phù thân, nếu chẳng thương tình ta chẳng không xa lìa. Xin ai đôi cho quê ông buồn lời thốt ra, với đất tâm quý quyền muốn gian lần, nên tình duyên của ta phải do người ân thuận lời. Nhiều bình tương dây thần chàng ra chúc mừng con giỏi lắm. Xong hả thầy? Hú hồn thầy. Sao? Con tưởng con chết trên sân khấu á. Thầy nói con làm được. Ngoan, nín đi. Đào hát rồi, không còn nhỏ nữa đâu. Thầy. Cảm ơn con. Chúc mừng con nha. Cảm ơn con nha. Chúc mừng em nha. Em diễn thiệt là hay vậy đó. Tốt quá đi. Chúc mừng em. Chúc mừng. Thầy. Không ngờ nha, dì Trang con lại có một quá khứ lẫy lừng như vậy. Dì Trang con giúp cho Hương Thu vượt qua khó khăn. Con biết không, anh em ở trong đoàn ai cũng đều mang ơn và cảm phục dì Trang con hết á. Dì Trang con thành công như vậy thì tại sao lại không tiếp tục theo nghề hả bà? Con biết không, dì Trang của con á giống y như Trình Giáo Kim trong truyện Tàu vậy đó. Chỉ được có ba búa đầu tiên thôi. Còn biết sao không? Đó là do nhờ ông thầy bảy mến đo ni đóng dài đó. Nên dì Trang con mới thành công như vậy chứ. Nếu như mà đưa một vai bình thường thì dì Trang của con lại không đủ khả năng.
Nếu đã từng thành công trong vai điêu thuyền, vậy thì tại sao dì Trang không nhờ thầy Bảy Mến đo ni đóng giày cho một vai diễn khác? Tại sao dì lại bỏ nghề sau khi có một vai diễn thành công như vậy? Mấy tháng sau, mẹ con sinh con ra, rồi xảy ra nhiều chuyện không hay. Dì muốn thực hiện di nguyện của ngoại con, nên dì Trang mới đem con về nuôi, cũng giả từ sân khấu từ đó. Nếu vậy, con là nguyên nhân chính khiến dì Trang phải rời bỏ sân khấu sao bà? Ừ, thì đúng là dì con. Nhưng mà bao năm nay Trang nó vẫn xem con là lẽ sống của nó, cho nên chuyện rời sân khấu không còn là nỗi rai rứt trong lòng của dì Trang con nữa đâu. Con đã nợ cải lương quá nhiều, nhiều tới mức con không biết phải làm cách nào để trả được nữa. Sao con lại nói vậy? Đã cùng ăn cơm tổ thì tất cả là anh em một nhà. Con đã được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cải lương, thì tất cả mọi người lo lắng cho con, đó là chuyện đương nhiên. Nè, con không được coi đó là chuyện nợ nần, nghe không? Càng ngày con thấy cải lương như là máu thịt của mình vậy đó. Vậy đó có phải là di truyền không hả bà? Bà học ít nên không biết có thể gọi đó là di truyền không. Nhưng mà trong nghề á, người ta gọi đó là máu nghề đang chảy trong con đó. Dì Trang từ một cô đào không biết ai giọng cỏ, vậy mà trở nên nổi tiếng sau một đêm diễn. Đến bây giờ con mới cảm nhận được cải lương là một bộ môn nghệ thuật có chiều sâu thâm thẳm, không thể nào chỉ đứng bên ngoài mà có thể hiểu được. Nè, ăn chén chè nha con. Bữa nay không biết cái giống gì mà bà bán ế, còn hơn nửa nồi đó. Dữ vậy bà? Ừ, bà múc nha. Dạ, bà cho con hai chén luôn đi, chiều giờ chưa ăn gì, đói bụng quá trời luôn. Vậy hả? Dạ. Nè, con ăn đi. Con cảm ơn bà. Sao con? Chè ngon quá bà Út ơi. Vậy hả? Dạ. Vậy con ăn nhiều nhiều đi. Ba. Sao con? Bán cho con 5 bịch đi, để khuya về con ăn nữa. Ngon quá. Cảm ơn. Nè. Cảm ơn Trang. Tôi pha cà phê cho uống đó. Ăn đi, ăn đi. Trang ăn đi, tôi tự ăn được rồi. Ăn đi mà. Khách sáo làm gì không biết nữa. Ăn đi. Người gì mà không biết ga lăng gì hết á. Anh nè. Ừ? Anh lúc này ốm lắm đó, hay là hàng ngày anh về đây ăn cơm đi. Thôi, anh em ăn sao mình ăn vậy. Ăn cơm với anh em quen rồi, ăn cơm hội với anh em đông vui lắm, tự nhiên bỏ anh em về đây ăn cơm kỳ lắm. Trời, ngại gì không biết nữa. Thì tôi cũng biết như vậy, nhưng mà lớn tuổi rồi phải ăn uống đàng hoàng, chứ trong đoàn ăn uống kham khổ vậy hoài thì làm sao chịu nổi. Không sao đâu, tôi vậy chứ khỏe như trâu vậy. Không có bệnh hoạn gì á, Trang đừng có lo nha. Ngon quá.
ba ơi là cậu ba. Không hiểu ý đối phương gì hết á. Mà cũng lạ, chắc vì Trang mà không yêu cậu ba, chắc không ai yêu cậu ba đâu. Tình yêu gì đâu á. Tím nè, anh nói nghe, tối nay anh hát chính trong ban nhạc, em đi coi nhóm trình biểu diễn đi, hay lắm á. Thôi, nhóm anh hát tiếng Tây, tiếng Ta gì á, em không có hiểu, xí xa, xí xô, em không đi đâu. Tím đi đi, lâu lâu nhóm trình mới có dịp biểu diễn mà. Hôm ấy để anh hát tiếng Việt cho tím hiểu. Thôi, em mắc làm hàng cho gì rồi, không có đi đâu. Trang đi một mình đi, tôi ăn mặc vậy đi chùa kỳ lắm. Sao đâu, trời. Có gì đâu mà kỳ, đi chùa ăn mặc đàng hoàng vậy là được rồi. Nghe nói trên chùa đó có ông thầy chuyên môn giải lời thề hay lắm. Tôi định lát nữa lên trên đó cúng. Tiện thể tôi thăm ông thầy đó luôn. Vậy ha. Trang, Trang đi một mình đi, ở đoàn còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Nhưng mà mình đi có chút xíu hà. Trang, Trang đi một mình đi, tôi ở về đoàn còn nhiều việc bận. Xin phép Trang, tôi về đoàn. Trời, gì kỳ vậy? Thiệt, không hiểu nổi luôn. Ca nhạc tối nay á có nhiều ca sĩ lắm đúng không anh? Ừ, có, có nhiều ca sĩ nổi tiếng lắm á. Tím thích á thì anh sẽ dẫn Tím đi vô hậu trường coi mặt ca sĩ luôn. Vậy hả? Vậy có ca sĩ Đại Hàn Thánh không anh? Có,
Vậy có Hồng Sinh không? Có luôn. Vậy có Phương Đại Sơn không? Có, dĩ nhiên là có. Tối nay em đi với anh. Thiệt hen? Ừ. Vậy tối nay anh qua đón em đi luôn. Nhưng mà anh phải qua sớm nghe không? Em muốn á coi cái hậu trường của ca sĩ như thế nào. Em muốn đi giờ nào, anh sẽ chở em đi giờ đó. Tới sớm, tụi mình còn coi hát với nhau nữa. Anh Phương Đại Sơn, không biết tối nay anh Phương Đại Sơn có hát mấy bài mới không nữa. Thì ra em đi coi hát là để gặp mặt Phương Đại Sơn chứ gì. Anh Phương Đại Sơn á là thần tượng của em đó. Anh Phương Đại Sơn, anh mời em đi coi hát á là để xem anh hát. Em muốn gặp Phương Đại Sơn của em á thì em đi mình đi. Cái anh này ngộ ghê á, rủ người ta đi xem hát giờ kêu người ta đi mình làm sao. Em đi một mình để dễ bề nói chuyện với thần tượng của em. Anh đi về. Mở miệng ra là Phương Đại Sơn, Phương Đại Sơn ghét. Không chở tôi đi thôi, tôi đi mình. Hưng, chuyện gì mà Hưng bỏ về vậy? Anh đi mà hỏi ảnh á. Tối ngày hãy mở miệng ra là Phương Đại Sơn, Phương Đại Sơn thấy ghét. Hiểu rồi, thì ra là cu cậu đang ghen. Ai thèm ghen, tại tao ghét thôi. Ghét ai? Nhỏ Tím hả? Ừ. Nhiều khi hả, thấy ghét lắm. Ghét thì đừng chơi với nó nữa. Tao ghét cũng chút chút thôi, đâu có gì nghiêm trọng đến nỗi phải nghỉ chơi đâu. Tính Nhỏ Tím thất thường lắm, mày thích nó thì phải chịu khổ dài dài đó. Tao thấy bé Tím cũng được lắm, tại bé Tím hiền lành, thiệt tình, cho nên nghĩ sao thì nói vậy, chứ không có thất thường đâu. Nhỏ Tím không thất thường thì là mày thất thường. Mới nói ghét nó mà bây giờ bên chầm chập làm sao? Thì tại... Tại gì? Yêu nhau, yêu nhau nó vậy đó. Tại với bị, tại với bị. Mày á, bó tay với mày luôn. Ê, hai thằng bay á, nói chuyện gì mà vui quá vậy? Tụi này á, đang nói chuyện với nhau về một câu chuyện tình đầy trắc trở. Ê, chuyện của ai vậy? Kể cho tao nghe với. Thì nãy giờ câu chuyện tao đang kể là của... Của... Dì Trang với cậu ba tao. Dì Trang với cậu ba là có chuyện gì sao? Mày có thấy lúc này á, dì Trang tao thay đổi không? Cũng có. Tao thấy dì Trang của mày á, sửa soạn đẹp hơn mỗi lần á. Tao cũng không để ý lắm, nhưng mà đúng là dì Trang có thay đổi thật á. Tao á thì tao đang nghĩ là dì Trang đang hồi xuân, cho nên dì Trang vậy đó. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới chuyện cậu ba với dì Trang đâu. Thì hai người họ lớn tuổi rồi. Tao nghĩ á, dì Trang muốn phát tín hiệu cho cậu ba biết là dì Trang muốn sống chung với cậu ba, nhưng mà tại cậu ba không nhận ra đó thôi. Vậy thì sao dì Trang không nói thẳng với cậu ba luôn? Phát tín hiệu làm gì? Để bây giờ á, cậu ba đâu hiểu đâu. Cái thằng mày ngu quá. Dì Trang là phụ nữ, không lẽ nên nói chuyện đám cưới với cậu ba? Ý tao là người cần phải lên tiếng trước là cậu ba, hiểu không? Vậy thì tụi mình á cứ nói thẳng với cậu ba là xong. Mày hay quá. Chuyện của người lớn mà mày làm như chuyện của tụi mình vậy. Đối với người lớn là phải tế nhị, để họ đừng có mắc cỡ, hiểu chưa? Tao thấy á, người lớn rắc rối hơn tụi mình thì có. Thì chính vì rắc rối nên tao mới nhờ tụi bay nghĩ cách giúp tao coi làm sao để cậu ba đến với dì Trang, hiểu không? Chuyện dì Trang với cậu ba tụi này sẵn lòng, nhưng tụi này không thân với cậu ba. Mà điều quan trọng ở đây á là ở cậu ba chứ không phải dì Trang. Thằng Phi nó thân với cậu ba thì để nó làm, nó tiếp chuyện với cậu ba đi. Chuyện cậu ba thì tao nghĩ chỉ có một người mới giúp được tụi mình. Là ai?